Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đã có chỗ ngồi cả chưa? Chắc chắn rồi, chúng ta đã phải chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi mà. Real Madrid, họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Vâng, họ sẽ sử dụng đội hình 4-3-3 với rất nhiều khoảng trống cho hàng tấn công. Đúng vậy, đây là chiến thuật đặc trưng với lối chơi của những cầu thủ Hà Lan, tấn công tổng lực từ hai bên cánh cũng như trung lộ. Nhưng hãy cẩn thận, nó vẫn còn nhiều sơ hở hàng hậu vệ và bạn phải thực sự chú ý tới nó. Trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Ronaldo, Isco, Lee Sung Yang, Damian Musto ném biên cho Real Madrid. Isco. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Đột phá, có cơ hội ngay bây giờ. Không có bàn thắng, rất đáng tiếc. Vâng, rất đáng tiếc, vừa rồi là một cơ hội phản công rất tốt nhưng họ đã bỏ lỡ nó. Lee Sung Yang, Isco, Ronaldo. Và sẽ là một pha tấn công của Real Madrid. Đây là một cơ hội khác. Có cơ hội. Sút trúng cột. Wow! Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Vâng, một cú sút gần thành, bàn thắng được ghi. Anh chàng tiền đạo tỏ ra rất nhạy bén trong việc chọn vị trí trong tình huống này. Từ một góc độ khác ở đây. Và đúng như dự đoán, Real Madrid lại dẫn trước. Iniesta. Paulo Dybala. Ronaldo. Cơ hội. Paulo Dybala. Chấp nhận một pha phạt góc.
Đường chuyền quá thông minh. Anh ấy có thể sút. Tuyệt vời. Cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Bây giờ hãy xem phát lại. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Sergio Ramos, đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Đó là một quả ném biên. Paulo Dybala. Họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Damian Musto. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Tăng tốc. Cô bóng vào. Cristiano Ronaldo. Một pha đánh đầu đẹp mắt nhưng thủ môn đã cho đúng vị trí để cản phá. Chúng ta nên dành nhiều lời khen cho thủ môn trong tình huống này. Chuyền sang phải không? Có thể có bàn thắng. Pha bóng đi hết đường biên ngang. Đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Roberto Carlos. 2 phút bù giờ cho những nỗ lực của hai đội. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Tỷ số hiệp 1 là 2-0. Chúng ta vẫn còn 45 phút của hiệp 2 nữa. Họ quyết định sẽ rút một tiền đạo cánh ra khỏi sân. Tôi không nghĩ là ngày muốn ra sân đâu. Nhưng với màn thể hiện kém cỏi thế này thì đúng là ngày nên rời sân. Anh ấy là một cầu thủ giỏi nhưng có lẽ trong trận đấu ngày hôm nay không gặp may rồi. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Real Madrid. Cavani. Đường chuyền xuất sắc. Rất an toàn. Đột phá. Đây rồi, bàn thắng. Cầu thủ này là một hậu vệ thường xuyên ghi bàn. Anh ấy đã thể hiện được. Vâng, đây là hậu vệ người luôn muốn làm điều gì đó bất ngờ và anh ta đã làm nó thật tuyệt. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có chú ý đó, nhưng bóng vẫn len lỏi qua tất cả. Không ai có thể chặn được cú sút đó. Nới rộng tỷ số lên thành 3-0, họ đang dẫn trước. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt.
Gonzalo, Melero, Manzanares. Real Madrid đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Paulo Dybala. Đi xung nhằng. Ronaldo. Rất nhanh. Sút tuyệt vời. Một bàn thắng như một đá mắt của Isco. Hãy xem lại pha quay trận này. Thủ môn hoàn toàn đứng xa với góc sút, bóng bay thẳng vào chỗ hoàn toàn trống trải. Vâng, nhiệm vụ còn lại của tiền đạo là rất đơn giản, anh ta chỉ có việc sút vào góc đấy thôi. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Ném biên cho Real Madrid. Isco. Đi xung nhằng. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Linh đính của tôi cho biết có thể sẽ còn thắng lúc này. Đúng là một trận đấu đáng thất vọng đối với anh ta. Anh ta là chìa khóa của đội ở khu trung tuyến, nhưng mà diễn hôm nay thật là tệ. Bạn có thể thấy tuyến giữa đã bị mất hoàn toàn cho đối phương và điều này rõ ràng không làm ban huấn luyện hài lòng. Văng ra, đội vẫn còn. Wow! Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là bàn thắng tuyệt vời. Và đó là bàn thắng đáng để chúng ta phân tích lại. Một thế trận áp đảo, có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Đôi khi được yêu thích trong một trận đấu có thể rất nhiều, mong đợi vào tất cả điều đó. Đây không phải là vấn đề cho đội bóng này, đúng không? Tôi không nghĩ người quản lý của họ sẽ rất vui. Mất bóng. Có cơ hội ngay bây giờ. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Vâng, huấn luyện viên quyết định sẽ rút anh chàng tiền đạo cánh này ra khỏi sân vì màn trình diễn quá tồi của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, hàng công của đội cần một nhân tố mới thi đấu tốt hơn. Và đó là một quả đánh đầu. Ồ, anh ta đã phá bóng ngay trước vạch vôi, phòng thủ tuyệt vời. Đội bóng rất cần những pha xuất chúng của các hậu vệ khi thủ môn của họ đã bị đánh loạn. Tăng tốc.
phải có vạch đen. Vâng, họ đã phải chịu phạt đền. Chắc chắn kèm theo đó sẽ là thẻ vàng. Đó, một pha chùi bóng nguy hiểm. Phạm lỗi rồi, một pha xoạc bóng vụng về dưới đấy phạm lỗi. Sự tự tin tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời. Không thủ môn nào trên thế giới can được cú sút đó. Từ một góc độ khác ở đây, sáu bàn thắng trong một trận đấu 5-1. Người ghi bàn hẳn rất tự hào về bàn thắng này. Dù nó không có nghĩa cho toàn đội, nhưng nó là sự chiến thắng bản thân của anh ta. Tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù đối thủ sút bóng văng ra, thủ môn đã cứu thua rất xuất sắc như vậy. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Thật tuyệt khi sút. Cản bóng tốt, có cơ hội ngay bây giờ. Ruben Semedo vừa có pha phóng lên. Ronaldo sút đi. Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏi. Đúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Vâng, chào tạm biệt.